Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Clip này xin mời quý vị và các bạn cùng em thưởng thức âm thanh của chiếc âm ly Mytot MA352. Đây là mẫu âm ly có mạch Braden và mạch công suất là bán dẫn. Sẽ đáp ứng cho chúng ta đủ cả tiêu chí có nội lực tốt và có chất âm ngọt ngào. Đó là cái điều mà hoàn hảo của Mytot dành cho người tiêu dùng. Và hiện tại thì cái sản phẩm này đang là sản phẩm nhập khẩu chính hãng mới tinh 100%. Bên em đang có mức giá chiết khấu rất tốt, thưa quý vị các bạn, chỉ bằng giá bán cũ trên thị trường thôi. Nên quý vị các bạn nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio qua số điện thoại 0978263263. Em xin lỗi là nhỉnh hơn giá cũ trên thị trường một chút thôi nhé. Chúng ta thay vì mua cũ thì mua một chiếc máy mới tinh mà nhỉnh hơn số tiền không nhiều. Đó cũng là một điều mà đáng để lưu ý, thưa quý vị các bạn. Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263. Cho tôi
vào giấc ngủ ngon. Chợt tôi tay gối mong manh, chợt tôi ôm lấy vai thương. Có khi là giọt nước mắt em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần. Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng. Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần. Yêu em vì chỉ biết đó là dại cuồng. Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn.
giờ một lần yêu em vì chỉ biết đó là em. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần yêu em vì chỉ biết đó. Shadows fade away on the wrong side.